rất vui được gặp lại quý vị khán giả của bản tin nhịp đập 360 thể thao. Hãy cùng với chúng tôi khởi đầu ngày mới với những chuyển động của thể thao trong nước và quốc tế. Vâng, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cùng với quý vị và các bạn đi tìm hiểu về câu chuyện bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản hay là bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Câu chuyện này thì sẽ đến với quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Mối quan hệ giữa cầu thủ và câu lạc bộ nhìn từ vụ tranh chấp giữa xổ số kiên thiết Cần Thơ và hai cầu thủ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bản tin sẽ được tiếp tục với những chuyển động của thể thao trong nước. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện nổi cộm của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đó chính là vụ việc câu lạc bộ xổ số kiên thiết Cần Thơ đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ là Đức Linh và Ngọc Điểu. Vâng, có thể nói thì đây là một trong những câu chuyện lùm xùm của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chị Thị Dung ạ, không hẳn đó là một câu chuyện đầu tiên, thế nhưng đây lại là một câu chuyện tiếp nối, nhưng lần này thì đã có một lời giải đáp. Như chị Thị Dung và như quý vị khán giả cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua, câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ là Đức Linh và Ngọc Điểu. Và với những lý do không thực sự rõ ràng thì cả Đức Linh và Ngọc Điểu cũng đã quyết định khởi kiện câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ. Và có thể nói là sau 6 tháng ròng rã theo đuổi sự kiện này và vụ kiện này thì Đức Linh và Ngọc Điểu cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng khi mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đưa ra một quyết định cuối cùng, đó là câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ đã sai khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ này. Và trước khi đến với những góc nhìn, những câu chuyện xung quanh về vụ kiện của Đức Linh và Ngọc Điểu với câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại xung quanh câu chuyện này. Vụ tranh chấp hợp đồng giữa Đức Linh, Ngọc Điểu và câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ phát sinh hồi tháng 5 năm 2015. Ngày 27 tháng 5 năm 2015, Văn phòng công ty luật sư Nguyễn Đức Chánh đã có công văn gửi VFF cũng như phòng pháp lý và tư cách cầu thủ để giải quyết những tranh chấp quyền lợi với câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Đức Linh và Ngọc Điểu đã nhận được công văn số 753 và 754 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp giữa cầu thủ và câu lạc bộ Cần Thơ. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, đại diện công ty luật Nguyễn Đức Chánh đã gửi công văn số 21CV-LDC báo cáo về việc giữa câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ với hai cầu thủ Đức Linh và Ngọc Điểu không thể hòa giải và thương lượng được. Sau gần 6 tháng tranh chấp, ngày 3 tháng 11 năm 2015, VFF đã đưa ra phán quyết. Nội dung phán quyết cho rằng không có cơ sở để kết luận Đức Linh và Ngọc Điểu không hoàn thành công việc. Vì thế, Cần Thơ đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ này là trái pháp luật. Như vậy, xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ phải bồi hoàn cho hai cầu thủ trên gần 1 tỷ đồng. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được nhìn lại diễn biến của vụ việc câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ là Ngọc Điểu và Đức Linh. Và chúng ta bây giờ sẽ đi tìm phản ứng của hai cầu thủ này như thế nào sau khi sự việc diễn ra và đâu là lý do khiến cho hai cầu thủ này đã đâm đơn khởi kiện câu lạc bộ cũ của mình. Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Ngọc Điểu chính là những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đứng ra khởi kiện câu lạc bộ cũ của mình vì mâu thuẫn hợp đồng. Chỉ một tuần sau khi bị câu lạc bộ Cần Thơ đơn phương hủy hợp đồng, hai cầu thủ này đã mời luật sư để phát đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp bởi họ nghĩ rằng mình hoàn toàn không có lỗi. Em không tự đánh giá mình giỏi nhưng mà người ta nói chuyên môn em kém không đáp ứng là cũng không đúng. Tại vì nói thật, trước đây em cũng từng thi đấu mấy đội lớn rồi, em cũng từng được thi đấu nhiều. Trong cái thời gian thi đấu em lúc nào cũng thi đấu 100% sức, chỉ là tại cái thành tích của đội nó không tốt. Tự nhiên nghe quyết định sa thải thì em nói chung là không hiểu lắm. Em có quyết định kiện là để đòi, là thứ nhất là để đòi lại quyền lợi của em, ngày thứ hai là để nói lên những gì mà có thể là trong cầu thủ không ai có thể biểu lộ ra được với câu lạc bộ, vì không ai để đại diện cho mình. Luật sư Nguyễn Đức Chánh, người được Đức Linh và Ngọc Điểu ủy quyền khởi kiện, cũng đã nhanh chóng tìm ra ba yếu tố được xem là sai phạm của câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ, từ đó giúp thân chủ của mình thắng kiện theo quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong vụ tranh chấp này thì phía Cần Thơ sai 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, Cần Thơ đã vi phạm điều 41 của Bộ luật Lao động là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Cần Thơ lấy lý do là theo điểm A khoảng 1 điều 38 Bộ luật Lao động là các cầu thủ không hoàn thành công việc được giao,
Tuy nhiên lại không có một tiêu chí rõ ràng đánh giá rằng các cầu thủ này là không hoàn thành phần nào, không hoàn thành điểm nào theo quy định của các bên đã ký kết. Điểm thứ hai, Cần Thơ đã vi phạm thời gian báo trước. Theo luật định thì thời gian báo trước phải là 30 ngày. Tuy nhiên phía Cần Thơ chỉ thông báo 2 ngày từ kể từ ngày mà thông báo đến lúc chấm dứt. Và điểm thứ ba là vì Cần Thơ đã vi phạm điều 18 của quy chế bóng đá chuyên nghiệp, đó là không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với cầu thủ khi mùa giải đang diễn ra. Sau phán quyết của VFF, câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ cần giải quyết hai vấn đề. Đó là có thu nạp lại hai cầu thủ Đức Linh và Ngọc Điểu hay không? Và nếu không thì mức chi phí mà họ sẽ đền bù cho hai cầu thủ này là bao nhiêu? Và điều quan trọng là sự quyết định của câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ sẽ mở ra những lối rẽ rất khác biệt cho sự nghiệp của cả Đức Linh lẫn Ngọc Điểu. Mong muốn lớn nhất của em bây giờ là sự việc này sớm được giải quyết nhanh chóng để em có thể tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp mình. Thì trong đầu cũng có nghĩ hai hướng. Thì nếu mà xảy ra việc là cầu thủ Cần Thơ nhận lại mình thì mình sẽ tiếp tục cống hiến. Và cũng vì yêu trái bóng thì mình cũng phải tiếp tục cống hiến. Còn nếu Cần Thơ không nhận mình và đền bù số tiền đó thì có thể là mình sẽ đi kiếm một cái gì đó để mình học và mình trở thành một huấn luyện viên. Đây chưa phải là lần đầu tiên mà những vấn đề về tranh chấp hợp đồng cũng như những thủ tục pháp lý vẫn còn vướng mắc xảy ra giữa các cầu thủ và các câu lạc bộ cũ của mình. Và dường như thì sau rất nhiều những vụ việc lùm xùm xảy ra thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm để xử lý những sự việc như vậy, đúng không anh Kỳ Lân? Vâng, đúng như chị đã vừa phân tích thì rõ ràng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có nhiều hơn những kinh nghiệm và đặc biệt là có nhiều hơn những cơ sở hành lang pháp lý để đưa ra một quyết định cuối cùng. Tuy nhiên thì cũng phải mất đến 6 tháng thì vụ việc này mới được giải quyết một cách dứt điểm khi mà cả Đức Linh cũng như là Ngọc Điểu theo đuổi một vụ kiện một cách là gắt gao. Vậy thì ý kiến và tư tưởng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra sao để đưa ra quyết định cuối cùng này? Để tìm hiểu câu trả lời thì chúng tôi cũng đã gặp và trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Phó trưởng phòng pháp lý và tư cách cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tìm hiểu thêm cũng như là có thêm những thông tin cách giải quyết của VFF về vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi bà đó là quan điểm của VFF như thế nào về vụ việc câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ Ngọc Điểu, Đức Linh? Trên cơ sở hồ sơ mà chúng tôi nhận được thì chúng tôi thấy rằng là cái lý do mà câu lạc bộ Cần Thơ đưa ra để đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ là Đức Linh và Ngọc Điểu thì câu lạc bộ Cần Thơ đã căn cứ vào cái điểm A khoản 1 điều 38 Bộ luật Lao động, tức là với lý do là các cầu thủ này là thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Thế thì trên cơ sở cái lý do mà câu lạc bộ đưa ra thì chúng tôi cũng xem xét tất cả những cái văn bản mà câu lạc bộ Cần Thơ gửi lên để chứng minh cho cái việc câu lạc bộ chấm dứt đơn phương chấm dứt hợp đồng với hai cầu thủ này theo cái điểm A khoản 1 điều 38 là đúng quy định của Bộ luật Lao động khoản 1 điều 12 nghị định 05 ban hành vào ngày 12 tháng 1 2015, hướng dẫn của Chính phủ hướng dẫn chi tiết các cái điều khoản quy định của Bộ luật Lao động. Thì người ta phải căn cứ vào thứ nhất là cái quy chế, tức là câu lạc bộ phải ban hành cái quy chế quy định và quy định các cái tiêu chí cụ thể để đánh giá cái mức độ hoàn thành của cái người lao động. Mà đây tôi cụ thể nó là hai cái cầu thủ đó là Đức Linh và Ngọc Điểu, để làm cơ sở đánh giá xem hai cầu thủ này có hoàn thành nhiệm vụ hay không, công việc theo hợp đồng lao động hay không. Thì phía câu lạc bộ Cần Thơ nói rằng họ không có cái văn bản nào cả, và thực tế là chúng tôi đề nghị gửi lên họ cũng không gửi lên bất kỳ một cái văn bản, cái điều đó chứng minh rằng họ không có. Thì do vậy là chiều theo điều 42 của Bộ luật Lao động thì câu lạc bộ phải nhận hai cầu thủ này trở lại làm việc và trả cho họ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày mà những cầu thủ này không được làm việc. Ngoài cái khoản đó thì câu lạc bộ phải bồi thường thêm 2 tháng tiền lương nữa. Thưa bà, trong tương lai thì VFF có kế hoạch như thế nào để phổ biến đến các đội bóng cũng như các cầu thủ về việc phải đọc kỹ cũng như tuân thủ đúng những ký kết đã ký trong hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam? Thì qua quá trình giải quyết tranh chấp thì tôi thiết nghĩ rằng là cái điều quan trọng mà kể cả phía câu lạc bộ lẫn các cầu thủ nói chung thì nên quan tâm đến, thứ nhất nó là cái hợp đồng lao động mà hai bên đã thỏa thuận, và cái thứ hai cũng rất là quan trọng đó là cái Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
để các bên biết rằng là trong trường hợp nào thì được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và nếu như chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật thì cái hậu quả nó sẽ là như thế nào. Thì sắp tới thì liên đoàn sẽ có một cái văn bản và sẽ gửi đến các câu lạc bộ và sẽ nêu ra những cái lý do vì sao dẫn đến những cái tranh chấp đó, và lưu ý về phía câu lạc bộ nên ban hành những cái văn bản nào đó, một cái quy định một cách cụ thể, và cũng yêu cầu rằng là các bên cũng nên nghiên cứu thêm cái bộ luật lao động. Tại vì trong đấy quy định rất là rõ quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Do vậy là khi mà các bên đã nắm được rồi thì tôi nghĩ rằng là cái việc thực hiện cái hợp đồng lao động thì tôi nghĩ nó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất cái tranh chấp có thể phát sinh. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã được nghe những ý kiến của các cầu thủ cũng như là cách giải quyết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về chiều ngược lại thì đại diện của câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, họ đã có những phản hồi như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. VFF xử lý theo luật lao động, nhưng trong bóng đá thì có đặc thù riêng. Trong bóng đá, sau mỗi giai đoạn hay khi thay huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ cũng sẽ thay đổi cầu thủ để đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Do đó chúng tôi muốn kết thúc hợp đồng với Ngọc Điểu và Đức Linh. Nhưng khi ngồi lại thương lượng với nhau, họ đòi hỏi cao quá nên làm sao câu lạc bộ đáp ứng được. Theo như báo chí nói, VFF kêu trả tiền nợ lương cho cầu thủ, nhưng chúng tôi có thiếu nợ cầu thủ đâu mà trả. Còn tại sao chúng tôi không thông báo chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày theo luật lao động? Bởi đến lúc đó, làm sao họ có thể kiếm được câu lạc bộ khác để thi đấu cho kịp với thời điểm V-League cho bổ sung giữa giai đoạn. Khi cả hai cầu thủ này gia nhập Cần Thơ, họ được trân trọng và đối xử hòa đồng, được ứng trước một số tiền lớn của câu lạc bộ. Ở góc độ chuyên môn, rõ ràng sau khi đội Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ thanh lý một số cầu thủ, trong đó có Ngọc Điểu và Đức Linh vào giữa mùa giải vừa rồi để bổ sung cầu thủ khác, thì thành tích của đội đã được cải thiện và hoàn thành mục tiêu chủ hạng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin và truyền thông thì có vẻ như vụ việc giữa Đức Linh, Ngọc Hiểu và câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ cũng đã được giải quyết một cách rốt ráo, và câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ có vẻ như cũng đã chấp nhận với phán quyết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là chấp nhận số tiền đền bù dành cho hai cầu thủ này. Tuy nhiên thì với những phát biểu vừa rồi chúng tôi vừa đưa ra, trong những phát biểu gần đây nhất của đại diện Liên đoàn bóng đá câu lạc bộ Cần Thơ thì cũng đã có những lý lẽ riêng cũng thực sự là khá thuyết phục. Chính vì vậy mà vào buổi sáng ngày hôm nay lúc 8:30 thì tại trụ sở của câu lạc bộ bóng đá Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ sẽ diễn ra cuộc gặp mặt giữa hai bên, một bên là Đức Linh, Ngọc Điểu, còn lại đó là đại diện của câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, đó là chủ tịch Lê Việt Hùng và phó chủ tịch Trần Minh Tâm, để giải quyết vấn đề dứt điểm hợp đồng. Cuộc họp này thì sẽ làm sáng tỏ hai vấn đề, đó là câu lạc bộ Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ có nhận lại hai cầu thủ này hay không, và nếu như không nhận lại thì số tiền đền bù một cách cụ thể sẽ là bao nhiêu. Như vậy là những thông tin về vụ việc này cũng như là buổi họp vào lúc 8:30 sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 11 sẽ được chúng tôi ghi nhận và gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin 360 độ thể thao vào lúc 22 giờ tối ngày hôm nay trên kênh VTV6 và VTV6 HD của Đài Truyền Việt Nam. Vâng, và ở trên thế giới thì cũng không thiếu những vụ việc tương tự như vậy, việc mà các cầu thủ đi kiện những câu lạc bộ cũ của mình vì những xung đột cá nhân hay là vì những quyền lợi. Nhưng có một vụ kiện rất nổi tiếng mà đã làm thay đổi nền bóng đá châu Âu mà kết quả còn tác động đến ngày hôm nay. Chúng tôi đang muốn nói đến phán quyết Bosman. Cách đây 2 mùa giải, câu lạc bộ Bayern Munich có được chữ ký của tiền đạo Robert Lewandowski từ Borussia Dortmund mà không cần phải bỏ ra bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng nào. Tiền đạo người Ba Lan chuyển đến thi đấu cho đội bóng hùng sám xứ Bavaria theo dạng chuyển nhượng tự do. Để có được điều này, Bayern Munich có lẽ cần phải cảm ơn Jean-Marc Bosman, người tạo ra bộ luật Bosman nổi tiếng mà về sau này đã làm thay đổi hệ thống chuyển nhượng của cầu thủ tại châu Âu. Quay trở lại năm 1990, Jean Bosman lúc đó đang thi đấu cho câu lạc bộ Lies của Bỉ và sẽ hết hạn hợp đồng khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, Bosman lúc đó không thể chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ khác như nguyện vọng của mình, vì câu lạc bộ chủ quản Lies đòi hỏi một số tiền chuyển nhượng rất lớn. Không thể chuyển đi, Bosman còn bị câu lạc bộ cắt giảm 75% lương do đội bóng của Bỉ rơi vào khủng hoảng tài chính. Trước những khó khăn đó, Bosman đã quyết định đi kiện câu lạc bộ Lies, và sau 5 năm kiên trì theo đuổi vụ kiện, Bosman đã giành chiến thắng khi tòa án châu Âu đã ra phán quyết mang tên ông, cho phép các cầu thủ có thể tự do chuyển sang thi đấu ở một đội bóng khác khi hết hạn hợp đồng, và xóa bỏ giới hạn số lượng cầu thủ nước ngoài đến từ Liên minh châu Âu trong các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Một phán quyết mang ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử bóng đá,
nó giúp các cầu thủ có điều kiện kinh tế tốt hơn khi đứng trước nhiều lựa chọn mỗi khi hợp đồng lao động kết thúc. 20 năm sau ngày phán quyết Bosman ra đời, giá trị của phán quyết này vẫn còn tác động rất lớn đến cuộc sống bóng đá ngày hôm nay.